Bão suy yếu do tác động của không khí lạnh, tuy nhiên diễn biến thời tiết ở khu vực này còn hết sức khó lường. Trong sáng ngày hôm nay, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã tổ chức cuộc họp và đặc biệt lưu ý đến các địa phương ven biển cần đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tàu thuyền. Theo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã thông báo cho 57.000 tàu với 348.000 người biết về cơn bão số 14 để thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đối với 100 tàu với 753 người hiện đã neo đậu ở quần đảo Trường Sa, còn một số tàu hoạt động ở khu vực giàn khoan DK1 đang di chuyển vào nơi neo trú an toàn. Lãnh đạo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai nhận định, khu vực bão hoạt động là nơi tàu thuyền đang hoạt động rất lớn, lại đúng vào thời điểm vụ bão cá bắc. Nhìn trên hệ thống theo dõi, số lượng tàu thuyền trong đường di chuyển của bão rất dày đặc. Do đó, cần khẩn trương thông báo cho ngư dân để di chuyển tránh trú, đảm bảo an toàn trên biển. Đối với khu vực biển Tây, các địa phương cũng không được chủ quan, cần tăng cường thông tin vì khu vực biển Tây có khả năng chống chịu và kinh nghiệm của các chủ tàu thuyền phương tiện rất hạn chế. Các lực lượng thực hiện nghiêm túc các phương án chuẩn bị, cứu hộ cứu nạn khi có tình huống phát sinh.